thừa. Kính được sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách, để đáp lại tấm chân tình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Vinh, là anh của chú rể, sẽ có đôi lời cảm ơn muốn gửi đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Mời ông Trần Văn Vinh đứng lên lễ đài để có đôi lời cảm ơn muốn gửi đến tất cả quý vị. Kính thưa các quý cha rất kính mến, kính thưa các vị cao niên, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý quan viên hai họ, thưa các bạn trẻ nam nữ thanh niên, hôm nay ngày 9 tháng 10 là một ngày đẹp và rất đặc biệt, được sự tác thành của ông trên và sự đồng ý đồng thuận của hai bên gia đình, chúng tôi đồng tổ chức cho con em chúng tôi là Phan Quang và Tuyết Nhung. Chúng tôi rất cảm ơn và biết ơn quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc, không quản đường xá xa xôi đến tham dự ngày vui của con em chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn. Xin thay mặt cho đại gia đình kính chuyển tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và xin chân thành cảm ơn chủ lễ. Xin được cảm ơn những lời tốt đẹp hết sức chân tình của ông và xin được mời ông trở về bệnh viện để tiếp tục hòa chung niềm vui với tất cả quý vị con khách. Tiếp theo sau đây xin được trân trọng kính mời cha Phêrô Trần Quang Đức sẽ đứng lên lễ đài để làm thánh hóa của anh. Xin trân trọng kính mời cha.